Chưa cho một cái chắc vào xác nhận với một cái đằng nào cũng nhấm gì bỏ thôi, xác nhận nó đưa vào nhóm nào như cả kia xuống lại còn gọi tiếp còn nhọc hơn. Và vừa giặt hết sàn nhà gối đệm xong thì con mẹ may mưa cái hồn. Cứ đưa 50 từ kia để nó làm hoa tiêu cho ạ. Tự đi. Mày bắt chạy ôm cũng thế. Đi chơi ôm nó lấy trăm đi. Bịt cái hôm anh đi xuống mỗi thì cái dông chú nó lấy 30 cái kìa. Vãi lồn thật. Mỗi cái dông á? Cái dông mà chưa đúng không? Hả? Anh cứ đòi không biết đường đúng không? Không phải không biết đường mà là xe tải ở dưới đấy. Thế ông xe ôm ông nhảy mẹ ra ông bảo là tôi lên đây chú đèo chỗ kia lấy 20. Ít mẹ tí đưa cho ông 50. Ông bảo là có mỗi 20 trở lại. Thế thôi, ông bảo lần sau chú đèo tiếp. Ít mẹ thôi, lại chú rồi. Lại chú rồi. Thế nào chứ hôm đấy em các bạn thì là xe Bắc Ninh ấy. Thế em cũng may là gặp ngày ông Grab. Ông vừa chở khách sang bên đấy, đã đi ra không về mình mất rồi ông đấy. Đi hết có 50.000 từ Bắc Ninh như này. Đâu thì sang thôi. Để ông ấy gần đến được thôi. Đi mỗi ngày. Thế anh Điệp ơi, ông có chia tỷ à, có chia cái tỷ lệ đúng không? Chứng nhận đấy, được không nhỉ? thả ở chỗ chân cầu Phù Đồng, khu Ruby là đoạn nào? Ruby City. Ruby City bên Sài Gòn. Không phải bên Sài Gòn. Phúc Lợi. Này cái chỗ ấy này. Thì cái hầm của Bi sang đây anh. Đấy. Ra đây anh chỉ cho mày. Ra đây. Không anh ơi đừng chỉ ở đấy, em không biết được. Em thấy nhưng mà em vẫn không biết đường đâu. Anh chỉ ở map rồi hiểu phát. Không, ở đây anh nhìn thấy mà. Anh nhìn thấy em. Nó là cao tốc chứ là đâu, nó giáp cao tốc luôn đây này, bọn này nó giáp cao tốc, cạnh cao tốc này, chỗ này lúc nào buổi tối cũng tắt. Đây này, nhìn đây chỗ dễ. Anh bảo thật, đây nhìn kìa, trực quan luôn. Đâu? Anh em có điều mình nhé, đây là điều mình kìa. Lên đấy nếu đi xuống là mẹ lên nếu đi từ xuống là chết. Ra. Ôi mày không đâu. Đi một cái trải nghiệm đi cho biết. Nhất là lại. Không, nhất là mất tiền mà là nhất là mất tiền. Đi xa mà. Đéo biết đường lên đấy cái lơ ngơ thì cũng nhở. Làm video toàn ảnh nha, TikTok ấy. Vâng. Anh thấy toàn ảnh dần dần. Làm video mà. Cố gắng. Khi mình follow ấy thì anh đã tải bằng áo ngắn nhiều. Làm ảnh ngắn của anh. Bây giờ cho TikTok bảo không sử dụng. Thì mua follow vào. Anh nghĩ tập cuối còn dối hơn. Tập cuối quay hộ tầm này còn dối nữa. Cái tập đánh cũng là tập cuối hay tập hay tập đầu anh nhỉ? Đây là đang cắt á. Em đang cắt đây này. Tập đầu đi. Tập này tiếng. Excuse me. Vào cái chỗ tải tải kéo xuống 0,625. À, cái về tại số không giảm dung lượng. Thì giảm dung lượng xuống mới để được. Em muốn tải hết đúng không? Vâng. Chạy tất cả đây này. Tải. Rồi ấn tất cả rồi đấy. À. Cái lúc nãy chị ấn đi. Anh nhập trong đấy giờ xóa âm thanh là kích vào, kích chuột phải vào. Ăn đi. Sao không ấn được thì anh Điệp. Cái không tải được á? Tải được nhưng mà nó ra thì cái folder. Mở open with. WinZap. Cắt ra. Cái check kia này, cái check qua cái này, cái nào cũng được. Cái đấy không mở được, không kiểu gì. Đây là file đó. Xuống dưới cao xuống kìa, che điêu này, che vịt ăn vào cùng cái đen chỉ xuống đấy, kéo lên đấy, nhìn này là người nhẹ quay lại bắn hai kia đúng không? Đây anh thử thêm cái này nhé. Này nó ra một cái tay gì đấy, thỉnh thoảng nó bị lỗ nó bị khác gì ra, thỉnh thoảng là nó bị cái này cho vào đi. Mở chỉ bằng tiền cái máy ảnh. Anh Sĩ 15 kênh nhỉ? 15 kênh nhỉ? 17 à? Đúng. Mấy kênh 5 phút đấy. 2 kênh 5 phút. Gây đi gây đi. Còn đống này nữa đăng nốt thì cho nó ấy. Tiện đăng thế. Suy đi tính lại thì cái máy ảnh vẫn không hợp lý bằng cái kia nhỉ. Cái mấy cái máy quay bình thường luôn. Bọn nó nhiều team lớn rồi, chúng nó chỉ dùng điện thoại thôi. Mấy GoPro mình xem nào đổi mẹ. Triple kill, multi kill, monster kill, monster kill, monster kill, monster kill. trước cho nó thực tế. Bây giờ 4 thằng cắt, mỗi thằng một tuần cắt 2 mít thì mới đủ. Cái gì mà buổi chiều cắt 2 mít được. Em có thể từ trưa lúc nó bắt đầu 12 giờ, một chiều cũng xong một cái. Mà quay một buổi là 4 cái 12 thì nó quay riêng ra để mai nhớ đâu có gì một cái mình cắt. Cái đường mà từ pin 1 đến gần hết là đi đường nào? À rồi biết được. À, cái đường đấy như kiểu là cái đường dân sinh đúng không? Đi buổi tối sợ phết đấy, buổi tối mẹ vắng tanh luôn. Đi 9 rưỡi đeo nhiều. Hai bên dàn cây. Đấy, mỗi người là đi vào chủ nhật mà là người là toàn bọn báo con thôi, còn không thì đoàn đấy. Không thì đi đường Văn Giang ấy, thì đường đấy nó có đèn đường sáng hơn, chỉ có điều là xa hơn. Sao thì đi sáng hơn ra từ đi 1 đến đi 2. Tôi qua đi Quảng Thanh. Thế có cảm giác không cô đậu không? Khoảng chả là bà biết thế quạt uống mẹ rượu tôi sướng. Đi đường đấy tối có cô đậu mà nhỉ? Qua có người. Qua sợ kiểu đi về có công an đấy không muốn. Qua đi mỗi mình khi đỡ ốm. Mẹ ông Thịnh với ông kia là kiểu hết sinh viên này. Triple kill. Nào, anh kiểu anh. Ở bên 2-4. Mấy ông có nhu cầu ra thế giới rồi mà mình vậy. Ở đâu chẳng thế. Đi cái trục đường mà đi bộ cái cầu ở trên may ra còn có người đi bộ còn gì là còn nếu mà mình đi sâu em nhớ đi vào cái ngã tư gì mà cứ đâm sâu lên hai bên toàn nhà là nhà, chẳng có bóng người nào. Ít người, dưới ít người thôi. Còn thuê ở đấy là văn phòng. Xong lập rồi. Vin 2. À đây là Vin 2. 5 tầng full rồi. 7 triệu rưỡi.